Rồi, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay lại có một siêu phẩm gửi tới anh chị em, đó là em máy HP 404DN. Em này bị tình trạng đây, chúng ta cùng cùng xem nhé. Tôi patch lại cái đầu đi. Ok nào. Ok này. Setup này. Ok, tìm này, in đi. Report này. In thử này. Đó. Tự hủy đúng không? Đó. In ở trên máy tính cũng bị nhá. Đây. Tôi in trên máy tính này. Đó. Đấy chưa? Anh em nhìn này, in lại này. Nó hơi lóa nhưng mà không phải là do tôi bật đèn đâu, mà cái kiểu kiểu cái máy này nó thế rồi đó, đó tự hủy đúng không? À, với trường hợp này thì anh em làm như thế nào? Rồi chúng ta cùng vào nhé, và tôi cũng chia sẻ cùng anh em nhé. Cái nào mà chia sẻ được thì tôi sẽ chia sẻ cùng anh em. Đây anh em vào và từ đầu đi, và vừa setup này anh em vào menu nhé, nhấn ok vào menu này, xong anh em vào setup cho tôi này. Đó, trong setup anh em tìm đến cái mục chay management đó, sau đó anh em tìm đến cái mục paper out action. Tại đây thì anh em tìm đến cái mục auto continue. Đây auto continue action. Ok. Ở đây hiện tại là đang để vào cái mục cancel thì nó sẽ hủy lệnh in. Không tự động in. Anh em phải cho vào cái khay trên, khay tay. Khay này thì mới in được. Còn để khay dưới là nó tự động nó sẽ hủy, nó không không tự in. Đó, anh em phải chọn sang cái mục tôi thực này cũng hơi khó đây. Override đây. Đây. Ok. Đây nha. Đây, chọn sang cái mục action. Anh em phải chọn sang cái mục đây, tôi đã tính về đây. Chúng ta in được. Rồi, giờ tôi in thử cho anh em xem nha. Setup này. Ok này. Rồi tôi cũng với mong muốn là có thể chia sẻ cũng như là giúp đỡ được rất nhiều anh chị em. Cho nên có cái gì hay là tôi sẽ up lên cùng anh em, cùng chúng ta cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi. Nếu như anh em mà cảm thấy video hay và có ý nghĩa thì cho xin một like, một share và một đăng ký. Rồi, quay trở lại với máy này nha. Tiếp tục. Ok. Ok tiếp. Rồi, máy đã in. Đây, đây là tôi in test từ máy nhé. Còn tôi in từ trên máy tính này. Đó. Đây. Nó vẫn ra cái hủy cancel nhưng mà nó không hủy mà nó lại tiếp tục gọi in. Quay lên chia sẻ cùng anh em nhé. Tôi in này, in print template này. Đây, mình in luôn. Thú thực là con này tôi cũng mất mấy hôm nay rồi, tôi cũng loay hoay, tôi không tìm được cái hướng xử lý của nó. Đó, đây và tôi cũng đã cài cả cái bộ fix đây anh em nhé, fix cũng không ăn thua, và tôi đã mua một con chip mới rồi mà vẫn không ăn thua. Đó, đây nếu mà có fix thì anh em vào trong cái mục này supply này. Đây nhưng mà cũng không ăn thua anh em ạ.
Tôi đã thử hết rồi. Tool này mà không ăn thua anh em ạ. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu anh em thấy nó có ý nghĩa thì xin cho một đăng ký nha. Rồi, như vậy là tôi xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo nha.